Tôi đi khám thì hôm mùng 5 tháng 7 vừa rồi, là tôi mấy ngày trước đấy là tôi bị ho ra máu. Thì tôi có đi chụp chiếu, chụp và cũng chụp các lớp, thì người ta cũng bảo tôi là bị u phổi. Người ta cũng bảo là thì cứ chuẩn bị tâm lý. Thì cũng bảo là có gì thì cũng phải chấp nhận thôi. Còn nếu mà mình có tiền thì mình đã đi khám từ lâu rồi, nhưng mà vì cũng không có tiền để đi khám. Bảo hiểm không có, tiền cũng không có. U bây giờ là 4,7, lại 5,6 cm rồi. Nghĩ con mà sau này mà không nhớ mà bệnh hiểm nghèo đấy, con không biết trông chờ ai. Bây giờ đã vắng bóng cha rồi, để con mẹ. Con cái tôi thì bây giờ còn nhỏ, chưa lo lắng được một cái gì, bây giờ hoàn toàn dựa vào mẹ. Bây giờ mẹ ốm này, đến tiền ăn cũng không có. Bây giờ tôi chỉ mong muốn công ty chi trả cho tôi lương, để tôi có tiền đi chữa bệnh. Mới chi trả bảo hiểm cho tôi nếu mà tôi có bệnh hệ gì. Tôi còn có quyền lợi chứ, bây giờ công ty không có, không trả bảo hiểm mà tôi cũng có một quyền lợi gì hết cả.